Hello anh em, mình là Minh. Hôm nay quay trở lại với chương trình của Thích Tự Làm, đó là mua thân máy được giảm giá pin sạc. Đó là một chương trình cực kỳ đặc biệt luôn. Với những anh em nào mà đang xài cái hệ sinh thái của hãng Inco ha, và anh em đã từng mua những cái máy chẳng hạn như là máy mài gốc, máy cưa kiếm, máy cắt rung, đồ bơm lốp xe, rồi bên đây là những cái máy làm vườn chẳng hạn như là máy tỉa hàng rào, máy cắt cỏ, thì thường anh em mua thân máy anh em sẽ phải mua kèm pin và sạc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chương trình cực kỳ ưu đãi luôn của đến từ hãng Inco, đó là khi anh em mua bất kỳ một những trong những cái thân máy hiện tại đang có sẵn ở đây, anh em chỉ cần bỏ ra thêm 500.000 để có được một pin và một sạc. Pin này là bán lẻ ở tại Thích Tự Làm là giá là 430.000, pin 20V max 2A. Sạc bên đây sẽ là giá là 232.000. Thì khi mà anh em sạc thì tầm 1 tiếng là sẽ đầy một viên pin này ha. Ở đây output là 2A nè, thì 1 tiếng là sẽ đầy viên pin. Rồi, thì giá tổng cộng khi mà anh em mua pin sạc lẻ là đâu đó tầm khoảng 600 mấy ta, 650. Khi anh em mua chung với một thân máy đây, thì đây là chương trình đặc biệt giảm giá, đó là anh em chỉ cần mua pin sạc với giá 500.000 ha, cực kỳ tốt luôn. Rồi, đầu tiên là những cái mã này là sẽ những mã được mua kèm nè. Đầu tiên là máy cắt rung đa năng của hãng Inco, thì thân máy hiện tại đang là nhiêu ta, 600.000. Và nếu anh em bỏ thêm 500.000, có anh em chỉ cần tốn khoảng 1.1 triệu là có được một thân máy, một pin và một sạc. 1.1 triệu nha anh em, cực kỳ rẻ luôn. Dưới đây là máy cưa kiếm, máy cưa kiếm của hãng Inco. Máy này sản xuất là năm 2020 nè, mã là CRSLI1151. Đây mình test thử luôn cho anh em xem. Bớt cái khóa là bớt công tắc được nè, còn không thì anh em sẽ bớt không được nè. Khóa là an toàn. Ở đây cơ chế thì cũng là những cái cơ chế gài rất là ok của con máy cưa kiếm, đó là khi anh em cần gắn lưỡi anh em chỉ cần xoay thôi ha, nè xoay cái nút này thì anh em chỉ cần bỏ lưỡi vô là xong, buông ra thì nó sẽ gài cái lưỡi mình lại ha, rất là ok. Rồi tiếp theo nữa là thân máy nào đây ta, đây là thân máy bơm hơi nè, máy kiểm tra lốp xe. Giá của thân máy này bình thường là 540.000, nếu mà cộng thêm pin sạc thì sẽ là 1.040.000. Đây máy kiểm tra bơm lốp xe, trên đây có hai cái đầu nè, hai cái đầu để vặn bơm bánh xe đâu nè, đó hai bên hông ha. Ở đây đồng hồ kiểm tra, rồi mình sẽ gắn pin vô thử cho anh em luôn. Ở trong đây là nó sẽ có cái lượng hơi bay ra nè, đó. Rồi tiếp qua tiếp ha, mình sẽ đi nhanh qua những cái mã máy này sơ sơ cho anh em biết. Ở đây là máy thổi bụi pin của hãng Inco ha. Điều đặc biệt của cái máy thổi bụi này là nó có thể xoay được ha anh em, đó xoay đủ chiều luôn. Ở trên đây nó sẽ có ba chế độ, ba tốc độ ha, thổi từ số 1 đến số 3, mạnh tới yếu, yếu tới mạnh chứ, quên, yếu tới mạnh. Đây đây là số 1 nè, số 2, đó đó đó, rồi chưa đây là số 3 nè. Đó là máy sấy được luôn ha, anh em nào mà ở nhà mà gọi đầu không có máy sấy lấy này là máy sấy luôn. Đây rồi, đây là máy thổi bụi. Tiếp theo là máy mài gốc, mài gốc dùng pin. Tất nhiên là những cái máy dùng pin thì đa số là phù hợp dùng gia đình là chủ yếu ha anh em, gọn nhẹ tiện lợi, và cảm giác nó an toàn hơn là nhiều so với những cái máy dùng điện. Thì nếu mà máy dùng pin mà anh em dùng nhiều quá thì nó cũng không ok, thì nó không đủ cái lượng pin để anh em xài ha. Với lại pin này chỉ là pin 2A thôi. Đây đó, thân máy mài gốc này đang bán với giá là 1 triệu, chỉ có 1.080.000 thôi, mà đang có chương trình là anh em mua pin sạc là chỉ còn 500.000, có nghĩa là như ta 1.580.000 nha, 1.580.000 cho một thân máy mài gốc, một pin với lại một sạc.
Rồi mình sẽ đi tiếp. Đây là hai cái thân máy mà mình nghĩ là những anh em làm vườn rất là thích nè. Đầu tiên á là máy tỉa hàng rào. Đó, rất là đã ha. Đâu để mình anh em đợi chút xíu nha, để mình coi cái giá của cái máy này cho anh em luôn. Mã của máy là CHTLY2001. Đây báo giá luôn cho anh em. Thân máy này đang được bán với giá là 1.140.000 nha anh em. Và khi anh em mua chung với chương trình ưu đãi ngày hôm nay là pin sạc thêm 500.000 thì giá của máy sẽ là 1.600.000. Chúng ta 1.640.000. So với những cái mức giá bình thường hồi trước á, khi mà anh em mua là một pin một sạc là đó tầm khoảng 1.800.000, thì bây giờ anh em đã được tiết kiệm rất là nhiều ha, chỉ còn có 1.640.000 cho một con máy tỉa hàng rào dùng pin, một pin một sạc. Còn bên đây là máy cắt cỏ. Máy cắt cỏ thì rẻ hơn. Sử dụng máy cắt cỏ thì anh em phải chú ý cái việc an toàn nha. Thì máy cắt cỏ thì nó cắt bằng cái phần dây cước ở dưới đây nè. Cho nên sẽ khá là nguy hiểm, cho nên khi mà anh em sử dụng á, ở đây nó cũng có ghi nè. Tốt nhất là anh em nên đứng cách xa so với người đối diện, người xung quanh khoảng từ 10 tới 15 mét. Để an toàn, tránh đùa giỡn nè, chân trượt mưa bão đồ. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu làm thử cho anh em xem. Này nó cũng khó an toàn luôn. Đó. Rồi, mình sẽ coi luôn giá của cái mã này cho anh em luôn ha. Máy cắt cỏ dùng pin của Inco. Thân máy này đang bán với giá là 980.000. Và khi mà anh em mua chung với cái combo ngày hôm nay thì tổng cộng của một cái thân máy cắt cỏ, một pin và một sạc, giá sẽ là 1.480.000. 1.480.000, cực kỳ rẻ luôn ha. Đây là mức giá rẻ nhất có thể mà anh em có thể mua rồi. Rồi, đây là một cái chương trình đặc biệt của Inco, cho nên anh em nhớ lưu ý là chương trình này có thể diễn ra từ đây tới cuối tháng này thôi, là còn 7 ngày nữa. Thì trong vòng 7 ngày nào anh em đang cần mua bất kỳ cái máy nào mà mình đã từng giới thiệu thì ngay lập tức, nhanh gọn lẹ, để lại số điện thoại phía bên dưới, các bạn sẽ gọi điện liên hệ và tư vấn cho anh em. Khi mà anh em đặt hàng trên website cũng được, nếu mà các bạn gọi điện lại để xác nhận á, thì anh em nhớ nói là tham gia chương trình mua combo thân máy cộng pin sạc là bằng 500.000 để được tham gia cái chương trình ưu đãi này nha. Nếu không là mấy bạn không biết, mấy bạn sẽ tính giá bình thường cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em lần sau.